xin đâu nha. Thì mời anh em quay trở lại vlog của mình. Thì hôm nay mình làm clip này để hướng dẫn lại cho anh em nuôi bo mà lần trước mình có nói á. Thì nhiều anh em hỏi nuôi như vậy có bị sụp không? Nhiều anh em thì đã làm rồi, đã dư ra và có bán luôn rồi, nhưng mà nhiều anh em vẫn bị sụp. Thì mình chỉ cho anh em một cái cách này. Thật ra cái bo nó có sụp hay không á là do cái khối lượng nước anh em nuôi như vậy nè. Ví dụ anh em nuôi trong một cái hồ như thế này thì nó sụp hay không sụp á là do cái lượng độc tố, tại vì bo nó cũng có đào thải ra ngoài chất độc. Thì trong nước á, nếu mà anh em không xử lý thì nó bị ô nhiễm, thì lúc đó mà cái nguồn nước ô nhiễm thì chắc chắn bo nó sẽ bị sụp. Sụp có nghĩa là nó chết đồng loạt á nha anh em. Còn ví dụ như anh em có xử lý bằng vi sinh, có chịu khó hút cặn sau một cái chu kỳ anh em thu hoạch rồi đó, thì anh em chịu khó hút cặn. Và đặc biệt là Liêm đã nói trong cái video clip trước á, là anh em thu hoạch xong là thu hoạch buổi sáng và anh em cũng đồng thời hút cặn luôn. Tại vì buổi sáng cái con bo nó trên mặt nước á, đó anh em lựa những cái con bự, những cái vợt nào mà vớt được con bự thôi, còn con nhỏ thì anh em cho lọt lại á. Đó thì ví dụ như những cái vợt mà nó có cái đường kính, nói chung là cái này anh em coi thì chứ cô Liêm cũng nói chính xác được. Và bây giờ Liêm chỉ cho anh em một cái yếu tố thành bại để nuôi bo. Thực ra bo nó nuôi nó có, nói chung là anh em cho nó ăn cái gì nó cũng sống á. Nhưng mà quan trọng cái yếu tố thành bại của con bo là cái vợt này nè nha anh em. Đó. Anh em thấy không? Cái vợt này nhìn sơ thì nó cũng như mọi vợt nano bình thường, nhưng mà anh em nếu mà anh em mua thì anh em kêu cái người bán cho anh em cái vợt nano 30. Chứ đừng lấy cái loại 50, thì 50 cái lỗ nó bự hơn. Lúc anh em rê đồ ăn á, anh em bỏ đồ ăn vào anh em rê á thì cái hạt nó ra vẫn là to. Nói chung là nó bo nó vẫn ăn được, nhưng mà nó không có ok bằng cái vợt này. Liêm thấy nếu mà nuôi bằng cái vợt này thì nó sẽ cho ra sản lượng bo rất là lớn. Đó, này nó rất là nhuyễn. Và ví dụ như anh em có dùng để thu hoạch Artemia luôn vẫn được. Còn ví dụ như cái vợt hồi nãy Liêm cầm nè, cái vợt này nè, cái vợt này mà anh em thu hoạch Artemia nha, nhiều con nó lọt qua luôn á. Chứ đừng nói đây là cái vợt thu hoạch Artemia, có những con Artemia á nó lọt qua được luôn á. Thì anh em cứ thử lấy cái vợt này nè, anh em đổ Artemia vào buổi sáng anh em thu hoạch, rồi ở dưới anh em để thao nước coi có lọt xuống dưới không mà anh em biết liền. Đó, hai cây đều là vợt nano hết, một cây 30, một cây 50. Rồi bây giờ để Liêm vớt bo lên cho anh em coi nha. Thì cái này, cái thao này, hai thao này là Liêm hoàn toàn Liêm không có nuôi bo, tại vì nói chung là nuôi bo trong nhà mình mà không che đậy kỹ nó dễ có mũi lắm, Liêm sợ nó chích con của Liêm. Thì bây giờ anh em coi nè, Liêm không có nuôi bo đó, mà tại sao bo nó lại nhiều như thế này, để nó lấy nét, tại vì này Liêm phải mở nó bự lớn lắm, anh em thấy không? Đó, Liêm hoàn toàn không có nuôi bo nha. Đó, anh em thấy bo không? Tại sao cái này là Liêm chỉ thí nghiệm để Liêm nuôi con Artemia nước ngọt, tại vì có nhiều anh em nói con Artemia nước ngọt này nó hơi khó nuôi đó, thì Liêm đang tìm tòi nghiên cứu thử để nuôi cái con Artemia nước ngọt này. Với lại nhiều anh em nói là con Artemia nước ngọt này cho cá nó ăn, thì để Liêm thử cái nó làm sao. Nói chung là cái gì mà khó là Liêm thích. Nhưng mà trong quá trình Liêm nuôi Artemia này thì anh em thấy Liêm hoàn toàn không bỏ bo giống vào nha anh em, hoàn toàn không bỏ bo giống vào đây, nhưng mà bo trứng nước nó cũng sẽ tự sinh sản trong ở đây đó. Bên đây nó cũng vậy, này là tại vì Liêm mới cho ăn nên nó sủi bọt khá nhiều. À, thì anh em nào mà hồi lúc trước có hỏi Liêm, anh Liêm ơi nơi em bán không có bo giống thì làm sao, thì anh em cứ nuôi như thế này tự động nó sinh ra bo giống. Cái này thì này Liêm thấy nó tự sinh luôn á, tại vì không biết trong cái trứng của con Artemia nước ngọt nó có bo giống không, cái này thì Liêm hoàn toàn không biết, tại Liêm không phải người bán. Thì Liêm mua cái trứng này nè ở trên mạng của cu Kiệt Artemia, thì cu này thì buôn bán cũng nổi tiếng rồi đó. Thì Liêm về Liêm cho mỗi một cái hồ như thế này một viên để Liêm nuôi con Artemia nước ngọt này, Liêm nghiên cứu thử cái nó là sao. Nhưng mà bị Liêm thu hoạch bo á, cứ ngày Liêm vớt 2-3 giờ kìa mà vớt hoài không hết bo, thì nó sẽ ăn ké cái tảo này nè. Nhưng mà quan trọng ý Liêm muốn nói là bo giống anh em có thể tự tạo ra được nha anh em, nên anh em đừng có sợ là không có bo giống. Thì anh em cứ để nước sủi vậy nè, anh em nuôi Artemia, đặc biệt là Artemia nước ngọt thôi nha, với nước mặn thì cái độ mặn của nước đó thì không thể nào mà con Artemia sống được, thì nó cũng tự sinh sản bo đó. Nếu mà để quay kỹ anh em thấy nó nhiều lắm, không biết để Liêm chùi cái lét đó, xác cấp đó, anh em thấy không? Đó là Liêm hoàn toàn là không có cần bỏ bo giống vô luôn á. Liêm nuôi hai cái hồ này để cho ăn xe cua thôi, chứ thật ra Liêm ấp hai cái bình này mới đủ nè. Đó, hai cái bình Artemia nước mặn vậy á, ấp vậy mới đủ cái số lượng mà các con nó ăn, chứ mình nếu mà nuôi ra mà trong nhà không đủ đâu, là mình phải chứa mấy cái bồn bự rồi quả mai thì nó mới đủ. Thì cái yếu tố thành bại như Liêm đã nói với anh em á, là trước tiên anh em muốn nuôi được con bo thì anh em phải mua cái vợt này. Còn anh em rải cám, rải bột tảo hay là cái gì cũng vậy, nhưng mà phải rải qua cái vợt này.
Nhưng mà để nuôi rồi là nuôi đúng kỹ thuật á, thì Liêm khuyên anh em là trong khoảng thời gian vài ngày đầu, từ 3 đến 5 ngày đầu thì anh em nên cho ăn tảo. Như Liêm đây, Liêm cho ăn tảo 100% luôn á. Tất nhiên tảo nó sẽ không kinh tế, đúng không anh em? Thì một ngàn viên tảo, 2.000 viên tảo trên mạng nó bán là 350.000. Thì anh em, nếu mà anh em nuôi bằng cái tảo đó thì anh em tính ra giá trị của mobile thì vẫn không kinh tế lắm, hoặc nuôi ATM cũng không kinh tế lắm. Thì anh em có thể pha vào cám, vào thêm tảo ở những ngày 6, 7, 8, 9, 10 gì đó trở lên. Nhưng mà từ 3 đến 5 ngày đầu thì anh em nên cho ăn tảo. Mà Liêm ở đây thì Liêm không có chú trọng cái vấn đề sản xuất để ra để bán, nên Liêm không có chú trọng kinh tế, miễn là nó có là được. Đó, cái tảo thì là mình bỏ vô cái máy xay xay tiêu mình xay thì nó sẽ có màu xanh như thế này. Sau khi anh em cho ăn được 3 đến 5 ngày bằng tảo hoàn toàn thì anh em sẽ bỏ thêm cám vào tảo. Mới là vô anh em bỏ ít cám thôi, rồi nâng cái liều lượng cám lên từ từ, và sau này anh em thay đổi hoàn toàn bằng cám luôn cũng được. Thì Liêm thấy cái phương pháp đó là nó rất là ok, sản lượng bo bo sinh ra rất là nhiều. Nếu mà anh em nào nuôi chơi bài bày là anh em có dư luôn á, có dư bo bo để chia cho những người lân cận luôn, chứ đừng nói mà không có đủ cho ăn. Rồi cái thứ hai là cái tác dụng của tảo. Tảo thì nó lợi hơn cám cái gì? Nó khó chua nước hơn là cám. Cám thì nếu anh em xử lý không khéo thì nó sẽ bị chua nước. Nếu mà gọi là cái số lượng anh em bỏ vô quá nhiều. Và cái tảo có lợi thứ hai của nó là tảo nó màu xanh. Khi nào anh em cho nó ăn xong và nó hết màu xanh là anh em biết lúc đó là mình đã tới cái thời gian mình cho ăn tiếp. Ví dụ như là 3 ngày đầu thì anh em cho ăn nửa muỗng dâu cho hai hồ này như Liêm á, nửa muỗng dâu Liêm cho hai hồ này ăn luôn. Và xong mình sẽ nâng cái liều lượng lên, hoặc là số lượng mình cho ăn mỗi ngày lên. Miễn làm sao mà anh em thấy cái thời gian mà trong nước á, đó, nó càng dài là càng tốt nha. Chứ đừng có thí dụ như mà mới cho ăn cái chút xíu nữa thấy trong nước là biết nó ăn hết rồi. Nên anh em dài dài cũng đừng dài quá. Ví dụ như nói như vậy là cũng không phải là một lần anh em bỏ nhiều muỗng vô để cho ăn một lần. Như vậy cái lượng thức ăn dư nó sẽ bị chua nước. Anh em làm sao mà thí dụ như là từ 5 ngày đầu đi, 3 đến 5 ngày đầu anh em cho làm sao mà một ngày một lần ăn thôi. Nhưng mà qua cái đó thì anh em nâng cái số lần lên là một ngày là hai lần ăn. Đó, vậy thí dụ như sáng sớm anh em dậy cho ăn, và chiều đi làm về anh em cho ăn. Cho ăn làm sao mà từ sáng anh em tới về tới chiều anh em thấy nước trong là ok. Đó, thì khi đó chiều anh em cho ăn lần nữa, anh em ngủ đêm tới sáng dậy thấy nước trong là ok nha anh em. Đó, ví dụ như mà nước mà nó sáng anh em thức dậy, hoặc là chiều anh em đi làm về mà thấy nước vẫn đục là anh em biết anh em phải cho dư. Ngày mai anh em giảm xuống, miễn sao anh em điều chỉnh một ngày hai lần thôi là đó nó ok. Còn sau này mà anh em thấy nó mau trong hơn thì anh em tăng cái lượng thức ăn hơn, thì cái đó sẽ là cái yếu tố mà để cho cái hồ anh em lúc nào nó cũng sạch. Và cái chuyện hút cặn á, thì như hồi nãy Liêm đã nói rồi, Liêm nhắc lại cho anh em là anh em nên hút cặn vào buổi sáng. Thì thường thường buổi sáng á là con bo bo nó nổi trên mặt nước, thì lúc đó anh em tọt ống xuống hút cặn rất là dễ. Có thể anh em dùng ống nhỏ hay ống lớn tùy vào cái môi trường anh em nuôi. Ví dụ như cái hồ này thì không thể nào dùng ống lớn được, tại vì khi ống lớn anh em sẽ hút luôn cái cặn, luôn cái cả cái sản phẩm ATM và bo bo của mình ra, nên không thể nào hút được. Nên mình khuyên anh em là dùng ống nhỏ thôi, đó mình rà đáy mình hút cặn để cho mình xử lý nước. Còn Liêm ở đây Liêm chậm hút cặn hơn anh em, là tại vì Liêm vẫn sử dụng như nuôi cá là Liêm chăm vi sinh đó, một tuần Liêm chăm vào đây một lần là để cho nó bổ sung, nó đánh vào đây nó xử lý chất thải, thì con bo bo mình nó khó bị ngộ độc hơn. Khó chứ không phải là lúc nào mà nó cái số lượng như thế này và cái lượng thức ăn anh em bỏ vào, nếu anh em không xử lý là bảo đảm thế nào nó cũng chua nước và sụp bo bo. Thì thường thường nếu anh em nuôi một cái lượng nước như thế này khoảng 30 lít nước, thì nếu mà anh em nuôi là chừng tới ngày thứ 15, nếu anh em không xử lý nước và không có vi sinh hỗ trợ thì nước nó sẽ bị sụp liền, là nó sẽ thúi và nó sẽ dẫn đến chết bo bo đồng loạt, và lúc đó anh em không có còn được bo bo con để thu hoạch nữa. Còn thí dụ mà anh em nuôi muốn nuôi để tự cung cấp thức ăn đó, thì Liêm khuyên anh em nên nuôi khoảng 7 cái khạp đó, 7 cái khạp như thế này. Thì một cái khạp anh em nuôi đại diện cho một ngày, thì ví dụ như con bo bo này á, anh em khoảng 2-3 ngày anh em thu hoạch được một lần, anh em nuôi 7 cá thì anh em cứ xe cua được là ngày nào anh em cũng có lượng bo bo để cho cá ăn hết. Đó, thì anh em cứ, tại vì bo bo này Liêm khuyến khích là cho các con ăn thôi, chứ cá lớn ăn thì không có của nào mà đủ cho nó ăn đâu nha anh em. À, cá lớn thì mình có thể mua ATM sinh khối nè, hoặc là trùng huyết sinh khối mà kiểu dạng đông lạnh á, anh em mua anh em trữ tủ lạnh, anh em trữ cả tháng nó cũng không có hư đâu. Đó, thì mình thuận lợi hơn. Còn cái việc sản xuất ra này chủ yếu để phục vụ mấy cái đàn cá con của mình đó, nó mới nở thì nó cần một cái lượng thức ăn cực kỳ nhỏ. Cái kích thước của cô con thức ăn cực kỳ nhỏ thì mình mới sản xuất bo bo thôi. Còn nếu mà ai có tiền thì áp ATM đi cho đỡ cực đó. Đó, nhưng mà Liêm nói về vấn đề sản xuất kinh tế đó, thì anh em nuôi bo bo thì nó lợi nhuận hơn so với cái lợi phi việc mà áp ATM. Áp ATM nếu anh em nuôi số lượng lớn là mạt luôn á. Đó, một hũ Vĩnh Châu Liêm mua bữa hổm của cu kiệt là 2 triệu mốt, 2 triệu 2 gì không nhớ nó đó, mà ăn này nó muốn mạt rồi đó.
Rồi xin chào anh em nha. Video clip hôm nay tới đây là hết. Mình chỉ muốn chỉ cho anh em cái việc mà tại sao nó lại thất bại và cái việc thành bại của con nuôi Vabo và Atomy, nói chung là nuôi tất cả các loại thức ăn nói chung, là nó ảnh hưởng bởi yếu tố nào. Rồi xin chào anh em, chúc anh em có nhiều vẻ cá đẹp nha.